Đố các bạn biết chiếc bánh khổng lồ này được làm từ cái gì đấy? Đây là chiếc bánh tuổi thơ hoa thanh quế của mình. Hấp dẫn chưa? Ngắt đi mình thử nhá. Nửa đêm nửa hôm thèm bánh mà nhà chỉ còn một củ khoai. Đơn giản không thành vấn đề các bà già. Khoai lang to nhỏ gì các bạn xài cũng được. Gọt vỏ sau đó thái lắc mỏng ra như thế này. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho nước muối. Mâm qua muối cho khoai đó bị thấm. Sau đó vớt vào để ráo. Bột mì và bột nếp các bạn cho tùy ý. Sau đó cho thêm một ít đường. Tùy khẩu vị của mỗi nhà mà nêm nếm nhé bà già. Sau đó hai ô thì các bạn cứ cho vào. Đặc biệt của bánh khoai này là các bạn phải cho bột lỏng lỏng xê xê một tí. Giống như thế này là được này. Cho phần khoai ngâm muối để ráo vừa nãy vào. Mix chúng lại với nhau. Hồi nhỏ cứ đến mùa khoai nhà không có gì ăn là mẹ mình làm bánh khoai kiểu như thế này đấy. Khác hẳn bánh khoai của các bạn thành phố đúng không? Ở đây đã ai ăn được bánh khoai của mình vô đây nào? Thì khắp cả ba miền tổ quốc ăn đủ các loại bánh mà mình vẫn thích bánh khoai quê hương này đấy các bạn ạ. À. Đúng rồi đi đâu thì đi, quê hương vẫn là chủ kiến của các bạn nhá. Lâu lắm mới ăn lại món bánh khoai này, tuổi thơ của mình lại ua về đấy. Ngày nhỏ con đi ở quê bọn mình có mỗi bánh xèo và bánh khoai này là món ăn vặt thôi, chứ không đa dạng đồ ăn vặt bánh tráng trộn các kiểu như bây giờ. Xong xuôi rồi thì bây giờ mình đánh chén thế nào mời mọi người nhá. Cuối cùng mình cũng lấp đầy cái bụng đói rồi. Nếu thấy clip hay và bổ ích thì ấn follow để ủng hộ mình và ấn theo dõi cho kênh của mình cũng như các trang khác ở trên đồ trang để không bỏ lỡ những clip thú vị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Goodbye.